Hello, xin chào tất cả bà con nha. Em về cặp máy khoai ngón nha. Này hàng máy Đài Loan. Con này thì có thức quăng. Này có tự động qua lại, cái đề cao nó chạy tốc độ trên này luôn nha. Hai con như nhau nha. Con này tâm rất là cao. Này. Điểm tỉnh lâm ta la bạn giải nách 2 230 cái tâm con này đây. Con này tâm tới 500 mấy, 507 cái đầu. Con này nó có khoan tự động, có xuống tự động nha, tự động qua lại dưới xuống nha. Tâm này đó, tâm con này nè, còn lên khúc con này cũng quan tự động luôn nha, có xuống tự động này, còn lên khúc nữa, con này 400 này, còn lên cái khúc bằng còn phải cá luôn. Được, cái này 400 bàn này cũng mất 2 luôn nha, tự động một bộ này nha. Này Đại ơi. Để lâu bằng thôi nha. Con này mất 2 thì qua lại chắc tầm 8 tấc. Con này 8 tấc. Con nào cũng bằng còn mấy cái nha. Hai trăm mấy. Bằng còn rất đẹp. Để em lau cái em xem nha. Con này đặc biệt nó lên tầm sau nó cao quá thì cao luôn. Để gấp mấy đồ. Bên này cũng phải gấp mấy đồ luôn nha, có quan tự động luôn nha. Nè, nó to hình như không biết là hãng cấp hay gì. Hồ băng này đẹp luôn nha. Đẹp cả luôn. Con này chưa xài ở đây nha, nhưng không biết hoạt động sao nha. Này sang tay thì dễ. Đơn giản. Không có điểm đâu. Mình đem về con máy khoan với con máy tiền la qua nữa nha. Tiền la qua chứ. Con hình như mạnh dịch tiền X6 xong rồi nha. Con này con Maro. Camaro lỗ 82. Cái em này có gì đón clip, xem clip nha. Con này đang về luôn. Lần qua mẫu lớn 5 mấy. Giá rẻ cho anh em luôn. Nước sơn 6 tí một hoạt động nha. Giá rẻ cho anh em nào xài 20 triệu. Anh em cần thì có gì alo trước nha. Con này khoan tự động, quan tự động có bàn thập. Asina con này cao với tầm 2 mét, đủ lớn. Giá 15 triệu cho anh em nào làm nha.
Rồi, hai con này thì sang tay thì 25 triệu nha, còn bao giờ trả 30 triệu nha. Con nào cũng được, cho anh em tự chọn luôn. Thôi, em xin giúp tôi giới tại đây nha. Hàng anh em clip sau nha, còn ba chi nó chi thì hoạt động rồi, anh em từng thì con này hàng VIP nha. Anh em từng thì có giỡn luôn. Em xin giới tại mình nha.